Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà tại sân khấu phố đi bộ Đê Đà Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tổ chức khai trương phố đi bộ thành phố Hòa Bình năm 2023. Tuyến phố đi bộ Đà Giang có tổng chiều dài trên 2 km, bắt đầu từ đầu đường Hòa Bình đi dọc đường Đê Đà Giang, điểm cuối cầu Hòa Bình 2 thuộc địa bàn phường Phương Lâm, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Công trình được chỉnh trang, lắp đèn chiếu sáng, xây dựng khuôn viên vườn hoa với tổng kinh phí đầu tư trên 13 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có hơn 120 hộ đăng ký và đã được bố trí gian hàng vào đúng vị trí quy định. Đặc biệt, từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, phố đi bộ được tổ chức vận hành thử nghiệm, được 12 buổi hoạt động vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần, từ 19 giờ đến 23 giờ, thu hút trên 33.000 lượt người tham dự. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án xây dựng tuyến phố Đà Giang, thành phố đi bộ của thành phố Hòa Bình là một trong những công trình quan trọng không chỉ có ý nghĩa về văn hóa xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Bởi việc đưa vào vận hành tuyến phố đi bộ sẽ là sản phẩm du lịch mới, có sức hấp dẫn đặc biệt thu hút khách du lịch, tạo không gian môi trường phát triển các hoạt động, các loại hình văn hóa nghệ thuật, thương mại, dịch vụ, ẩm thực, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và nhân dân Hòa Bình. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần tăng cường công tác quản lý, phát triển, phát huy giá trị, công năng của công trình phố đi bộ thành phố để trở thành điểm nhấn quan trọng, mang lại giá trị kết nối trong quảng bá văn hóa truyền thống, thúc đẩy thương mại dịch vụ và du lịch ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành một thành phố đáng sống. Nhân dịp khai trương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cắt băng khánh thành chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Đà Giang thành phố Hòa Bình năm 2023 và tham quan một số gian hàng tham gia phát triển kinh tế đêm tại tuyến phố đi bộ Đà Giang.